Với những người có nhu cầu mua nhà, việc chờ đợi và đặt mua các sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai là một điều tất yếu khi nguồn cung nhỏ giọt. Tuy nhiên, những sự việc liên quan đến chiếm dụng tiền đặt cọc của người mua thời gian qua đã khiến cho niềm tin của khách hàng về loại hình này dần giảm sút. Để minh bạch hơn và bảo vệ được quyền lợi của người mua nhà, cần phải có biện pháp chặt chẽ để kiểm soát dòng tiền này. Đối với các nhà đầu tư, ngoài vốn có sẵn cũng như đi vay, thì khoản ứng trước từ khách hàng cũng là một kênh dẫn vốn quan trọng. Và đương nhiên, dòng vốn này cần phải được kiểm soát chặt chẽ để sử dụng đúng mục đích, đảm bảo tiến độ của dự án. Thực tế, trên thế giới, rất ít các nước cho phép chủ dự án được huy động vốn từ người mua nhà ngay khi dự án đang xây dựng thông qua việc mua bán bất động sản hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, tại Việt Nam, với đặc điểm là thị trường bất động sản mới nổi, năng lực tài chính của doanh nghiệp bất động sản còn thấp, doanh nghiệp cần thiết phải huy động vốn bằng cách ứng tiền trước từ khách hàng khi dự án đang xây dựng dang dở. Để dòng tiền ứng trước của khách hàng sử dụng đúng mục đích, tránh xảy ra tranh chấp, các chuyên gia cho rằng cần có quy định chặt chẽ phù hợp hơn nữa để kiểm soát tiền ứng trước của khách hàng nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua bất động sản hình thành trong tương lai để kênh dẫn vốn quan trọng này không bị nghẽn. Tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đã bổ sung quy định chủ dự án sàn giao dịch bất động sản chỉ được nhận tiền cọc khi dự án đủ điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép bán hàng hình thành trong tương lai. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện bảo lãnh ngân hàng khi bán nhà ở hình thành trong tương lai hoặc phải lập tài khoản riêng tại ngân hàng để quản lý tiền huy động của người mua nhà. Điều này sẽ giúp người mua nhà yên tâm hơn. Trong trường hợp chủ đầu tư hụt hơi về tài chính thì các ngân hàng đứng ra trả tiền cho người dân.